Em xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Hôm nay thì em lên sóng cho các bác cái bộ phân tần. Nãy được rất là nhiều các bác cứ hỏi về phân tần để về ghép vào loa này. Đấy. Thì hôm nay nhà em cũng vừa hay là có cái lô hàng nó về ấy. Thế là nó có kèm bên trong thì em mở ra thì thấy có phân tần thì em quay lên luôn. Cũng vừa hay là hôm qua có mấy bác gọi hỏi đấy. Đấy thì hôm qua những bác nào mà đang hỏi phân tần bên em thì alo lại ngay cho em nhá. Đấy, lấy những cặp này về. Bởi vì những cặp này nhà em bán rất là nhanh này. Thứ nhất là giá phải chăng, thứ hai là cái chất khi nó đưa ra chất âm nó đánh nó cũng rất là tuyệt vời. Đấy, có bộ phân tần thì nghe nó cũng thích hẳn các bạn, nghe tiếng nó khác bọt hẳn ngay. Nên là cái nhất, cái thứ hai là nó còn bảo vệ con tép con bát rất là hay. Đấy. Phân tần đây thì ở đây có thấy ngay này, lại có hai cuộn cảm rất là to này. Sợi đồng nó cũng rất là khủng nhá, này. Các cái sợi đồng cuốn bên trong này, nó rất là khủng, nó rất là to luôn. So với những con phân tần khác thì em nghĩ là đây là con phân tần gọi là đáng đồng tiền bát gạo nhá. Đấy. Đây là hoa con tụ này, rất là khủng này. Đấy, mạch miếc là vẫn nguyên bản nhá. Nguyên bản bên đấy về. Đấy, các phân tần này thực sự các bác về thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Về thì gọi là từ bên đấy về thì có nào thì em quay thế. Này, cơ bản thì nó cũng thấy là vậy, không gì thay đổi cả. Đấy. Ok chưa? Đấy, phân tần thì cái này thì về các bác thử nghiên cứu xem. Đấy, thường thường thì cái dây ngắn này nó là dây nguồn này, tức là nguồn đi từ công suất vào này. Đấy, còn xanh với cả đỏ này thì không biết con nào là con bát, con nào là con tép thì các bác về đo xem. Đấy, nhưng mà thông thường là dài dài này. Cái này thì xanh xanh này. Con này thì có vẻ là con tép này. Con này là có vẻ con tép này. À, còn ông này là ông bát này. Đấy thì nói chung về có thể thử nghiên cứu xem nhá. Thử nhìn xem xong rồi đấu xem như nào. À, còn theo em đoán đây thì em suy nghĩ thì đây sẽ là con tép này. Thông thường thì có những con loa như em thì nó có loa hỏng em tháo ra thì em xem thì có vẻ thì cái đồ đỏ này thường thường là tép này. Đấy còn xanh này là bát. Đấy. Còn ngắn này là thường là dây nguồn bởi vì là khi cái này là ốp xuống thành thì cái nguồn đến cái đầu dây kẹp ấy, thì nó chỉ cần như này thôi là vừa tầm. Đấy, còn con này thì cũng không biết được như nào. Nói chung thì đấy, đây theo em suy nghĩ của em đoán thì con này là tép này, con này là bát. Đấy, con về các bác cứ đo và đầu đối ở nồi nhá. Đấy thì giá cặp này là 200 thôi để các bác là 200 6 nha, để có 206. Đấy. Ok chưa, cặp bằng phân tần này 2.6 nhá. Đấy thì anh em nào chốt thì alo ngay cho Nguyễn Bảo Đô qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682, hay là qua trực tiếp cửa hàng nhà em được qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin chào các bác.